Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 22 tháng 8 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem đầu tiên. Và mấy hôm nay thì mình bận công việc một chút thì mình không lên clip được. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình cố gắng thu xếp công việc, mình lên clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm mình, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì để các bông chờ các bạn ấy. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai sản phẩm, là hai siêu phẩm là Samsung Note 8 các bạn nhé. Đây. Hôm nay thì bên mình về được hai sản phẩm là Samsung Note 8 này, hai con Note 8 này. Đấy. Hai Samsung Note 8. Thì Note 8 này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cái cấu hình và màn hình và cấu hình của nó nhé. Note 8 này, Note 8 thì hôm nay mình vừa về được hai cây này. Đấy, hai cây này, hai cây Note 8 này thì không phải là bản Hàn nhé. Mà hai cây Note 8 này là con này, hai cây này là bản công ty. Đấy. Hai cây Note 8 bản công ty, hai SIM, hai sóng các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé, mình sẽ xem kiểm tra kỹ cho các bạn nhé. RAM 6GB nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, mình sẽ kiểm tra nó con này. Hôm nay nhà mình về hai cây mà. Hai cây này thì màn đẹp không ám ố các bạn nhé. Đấy. Hai cây này đều là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Hình thức là máy đẹp là 90 trên 90% các bạn nhé. Samsung Note 8 đây ạ. Đấy. Hai chiếc màu đen này, đấy, bản công ty, hai SIM, hai sóng ạ. Đấy. Này, Note 8 này. Đấy, Note 8 bản công ty. Đấy, bản công ty thì nó mình sẽ đọc qua cái phần hình này. Màn hình con này là màn hình nó là 6,3 inch các bạn nhé. Đấy. Màn hình là tràn viền 6,3 inch ạ. Đấy. Độ phân giải của màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Đấy. Đấy. Màn hình là 6,3 inch này. Độ phân giải của màn hình của nó là độ phân giải là 2K các bạn nhé. Màn hình của nó độ phân giải là 2K. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này là bản công ty, hai SIM, hai sóng. Hai con này đều là màn đẹp nhé, không ám ố các bạn nhé. Đấy. Không màn đẹp, không ám ố ạ. Đấy. Hai con đều là màn đẹp không ngả mù ạ. Đấy. Này, con này đẹp lắm này. Hai con này màn đẹp không ngả mù thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 5 triệu một con các bạn nhá. 5 triệu một con Samsung Note 8 các bạn nhá. Nói chung bản Hàn thì thường thì rẻ hơn được vài trăm nghìn nhé. Thường thường nếu mà bản Hàn mà màn đẹp ấy thì là rẻ hơn được vài trăm nghìn, nhưng mà bản công ty sẽ đắt hơn các bạn nhé. Đấy. Hai con Note 8 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 5 triệu đồng một con các bạn nhá. Này. Màn hình thức là đẹp 90 trên 90% các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhá, hàng là sớm nhất nhá. Note 8 là một siêu phẩm các bạn nhá. Đây. Nó được thiết kế là hai camera này, một đèn flash và vân tay này. Này. Bút thì Samsung Note 8 các bạn dùng thì quá tuyệt vời luôn. Nói chung là bọn này bền lắm này. Đấy. Note 8 thì các bạn dùng khoảng chê các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 bản công ty, hai SIM, hai sóng này, các bạn sẽ hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình. Đấy. Và lời khuyên của mình thì các bạn có nên mua hàng online không thì các bạn nên mua hàng online. Tại vì thời điểm này thì nhà nước đang ưu tiên là mua hàng online. Tại vì dịch Covid-19 thì đang diễn biến nói chung là ở rất nhiều nơi. Thì các bạn có thể là chọn hình thức là mua hàng online, ví dụ nhân viên bưu điện ship tới. Các bạn ra đường, ngoài đường bây giờ rất là sợ, chỉ sợ có như là bị nhiễm Covid thôi. Bây giờ thì Việt Nam thì đang mất rất là nhiều, nên các bạn cứ chọn hình thức là mua hàng online mình. Và mua hàng online để đảm bảo an toàn nhất ấy, thì các bạn chỉ chọn hình thức là cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Tại vì lúc mình ship đi thì mình cũng rất ngại. Các bạn mà lúc mà nhận hàng các bạn không kiểm tra, chẳng may mà bên mình nhét củ gạch hoặc là bên shipper họ nhét con củ gạch vào đấy, thì nó chắc là mang tai mang tiếng cho mệt, rất là mệt. Thì các bạn chọn hình thức cho mình là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bạn phải cọc trước cho mình. Tùy theo giá sản phẩm của bạn nhé. 150.000, 100.000, 200.000 các bạn nhé. Tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy, giá cao thì cọc cao ạ. Đấy. Note 8 nhá, 5 triệu đồng một con các bạn nhé. Đấy. Siêu phẩm ạ, hai con ạ.
Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đổi một một tuần và bảo hành là 6 tháng đấy các bạn yên tâm nhá. Đấy. Đấy. Đây, và tiếp đến là hai con A70 này. Đấy, hai con Samsung A70. Đấy. Hai con A70 thì hình thức máy cũng đẹp là 90 trên 90% các bạn nhé. Samsung A70 thì ạ. Đấy, A70 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Nói chung là A70 thì các bạn cũng đã rõ rồi các bạn nhé. Nói chung là không phải là xa lạ gì nữa rồi. A70 ấy, thì hai con này cũng là đều là bản công ty, hai SIM hai sóng các bạn nhé. Thì là mình sẽ nói qua về cấu hình của nó. Cấu hình của nó là RAM 6GB. Con A70 của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con này là màn hình là 6,7 inch Full HD cộng các bạn nhé. Lót 8 thì nó hơn hẳn là màn hình nó độ phân giải là 2K. Nói chung là màn 2K này khác hẳn với màn hình là Full HD các bạn nhé. Cực kỳ là LED ạ. Đấy. 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 A70 bản công ty 2 SIM 2 sóng đấy ạ. A70 bản công ty 2 SIM 2 sóng ạ. Máy hình thức là đẹp 90 trên 90%. Màn hình con này thì là màn hình rất là đẹp nhé. Màn hình là 6,7 inch. Rất là to ạ. Các bạn xem phim nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời. Mà được cái là bản công ty 2 SIM 2 sóng bạn dùng được khỏi phải nghĩ nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhé. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4 triệu 200k một con nhé. Đấy. 4 triệu 200k. Đấy. 4 triệu 200k một con. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhé. Đấy, A70 thì mình còn hai con màu đen bóng này, đen sắc màu này, rất nhiều màu ạ. Sang sản phẩm khác cho bạn nhé. Đây. Đây nhà mình hôm nay về được 3 chiếc này. Đấy. Thời điểm này thì là hàng lên cực kỳ là cao, nhưng mình sẽ cố gắng bán cho mọi bạn với giá là cực kỳ là ưu đãi và cực kỳ tốt nhất các bạn nhé. Đấy. Đấy, cực kỳ. Đây. Đấy. Hôm nay tối nay thì mình về được 3 cây là siêu phẩm của Lot 8 là Samsung là S nhé. Đây. S7 này, S8 này, về S8 Plus này. Đấy. S8 Plus này, ba con này đều là màn đẹp này. Màn đẹp và không ám ố các bạn nhé. Đây. Đấy, ba con này đều là màn đẹp không ám ố, tất cả đều là máy công ty nhá. Tất cả đều là ba con này, S7 là hàng công ty này. Con này S8 là hàng công ty này. Và con này là con gì nhỉ? S8 Plus cũng là hàng công ty nhá các bạn nhé. Đấy, ba con đều là bản công ty, hai SIM hai sóng. Con S7 này là bản công ty, màu gold. Máy đẹp 90 trên 90% các bạn nhé. Đấy, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. À, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. S7 đấy ạ. S7e nhé. Con này là S7e. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. S7e đấy nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. 3 triệu đồng. Pin thì 3K6 các bạn dùng bọn này cực kỳ tuyệt vời, rất là ok ạ. Đây ạ, và đây là con này S8 nhỏ này. Đấy, S8 nhỏ. Đấy. Đấy, S8 nhỏ. Con này cũng là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. S8 nhỏ này thì là màn đẹp không ám ố các bạn nhé. Đấy, mình sẽ xem bộ nhớ của nó là bao nhiêu ghi. Hình như là RAM 4, bộ nhớ 64 là phải ấy. Bản công ty thường thì. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con này là bản công ty này. 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 600k các bạn nhá. Đấy, màn đẹp keng này, không ám ố chứ. Màn đẹp keng không ám ố ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 600k sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Đấy, S8 dùng quá là sướng luôn. S7, S8, Note 8 các kiểu. Đây. Và con này là con gì nhỉ? Con này là con Samsung S8 Plus nhé. S8 Plus con này thì là màn đẹp không ám ố á. Đấy. Đấy. S8 Plus con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng á. S8 Plus này, thông tin mình xem bộ nhớ nó bao nhiêu ghi nhá. S8 Plus thì mình ít bán, mình con này là bản 64GB, không biết là RAM nó bao nhiêu ghi. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. S8 Plus đấy ạ. Đấy, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Hình thức là máy đẹp là 90 trên 90%. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 4 triệu 300k nhé các bạn nhé. Chỉ với 4 triệu 300k các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung S8 Plus đấy ạ. Đây, S8 Plus đấy ạ. À, rất là phê.
4.300.000 các bạn nhé. Các bạn mua về tặng cho ông, cho người yêu, bà xã hoặc là người thân cực kỳ là tuyệt vời ạ. Đây, S7, S8, S8 Plus rất là sướng ạ. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua điện thoại mới làm gì đâu. Điện thoại mới bây giờ dùng thật với các bạn không sướng với những sản phẩm điện thoại cũ như này. Mình khẳng định với các bạn luôn. Đây ạ. Và đây là hai chiếc gì nhỉ? A8 Plus ạ. Đây. Đấy, A8 Plus, hai con này cũng đều là màn đẹp nhé. Màn đẹp không ảm A8 Plus đấy ạ. A8 Plus thì nhà mình còn một con màu đen này và một con màu bạc này. Con này màu xám nhé. Con này màu xám này rất là đẹp. Con này như khách vẫn còn này. Con này vẫn còn nguyên miếng dán đằng sau đít lưng này. Này A8 Plus này. A8 Plus này. A8 Plus thì con này, hai con này, hai con A8 Plus này, hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng nhá. A8 Plus. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng ạ. Đây một con màu đen, mình sẽ xem cấu hình của nó là RAM mình như là RAM 6GB hay sao. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB này. Bộ nhớ trong 64GB. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng A8 Plus 2018 đấy ạ. Đấy. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.600.000 một con các bạn nhé. 3.600.000 một con. Này, cái này là bẩn này. Này. Này, hai con này là bản công ty này, hai sim hai sóng nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Plus này các bạn hàng là sớm nhất nhé. Ở giữa hai thiết bị này vào nhau thì nó báo cái gì vậy? Này. Vừa là báo cái gì? Đấy. Vừa báo chức năng gì? Đây nhà mình hôm nay về được một cặp A8 Plus này, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000 một con nhá, một con màu đen và một con màu xám này, rất là đẹp. A8 Plus này rất là đẹp các bạn nhá. Bản công ty nhá, toàn máy công ty hết. Nên các bạn yên tâm. Đây ạ, G7 Vrai thì hôm nay nhà mình vừa về là lô G7 Vrai, rất là đẹp ạ. Đây. G7 Vrai. Hình thức là máy đẹp là 90 trên 90% các bạn nhé. G7 Vrai này thì là máy công ty, zin đét hết các bạn nhé. Đây. G7 Vrai. À, bọn này là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Pin con Samsung G7 Vrai này pin hơn 3000. Đấy. Bọn này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.700.000 một con nhé các bạn nhé. G7 Vrai. Đấy. Bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình là 5.5 inch các bạn nhé. Đấy, máy zin nguyên bản luôn này. Nhà mình có 3 chiếc màu gold này và một chiếc màu đen này các bạn nhé. Đấy. G7 Vrai bản công ty, hai sim hai sóng. Máy zin đét nhá. Chưa thay thế sửa chữa gì nhá. Này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.700.000 đấy ạ. Rất là rẻ cho các bạn này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung G7 Vrai thì các bạn nghe mình sớm nhất nhá. G7 Vrai đấy. Rất là ok đấy. G7 Vrai đấy. Rất là ok. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G7 Vrai thì các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Rất nhiều. Và đây là hai con này là con A8 này. A8 2018. Hai con A8 2018 này thì bên mình là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. A8 2018 con này là bản công ty, hai sim hai sóng ạ. Đấy, A8 2018. Hôm nay mình có hai con màu xám này rất là đẹp nhé. Máy zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Màn đẹp không ám các bạn nhé. Đấy, hai con A8 2018. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng. Bên mình đang RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB ạ. Con A8 2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000. Đấy. 2.700.000 đấy ạ. Sản phẩm Samsung A8 2018 đấy ạ. Đấy. Đấy, rất là đẹp nhá. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng. Cổng sạc nó là cổng sạc Type-C nhé. Con này thì nó nhỏ gọn. Đấy, màn hình là 5.8 hay 5.7 đấy. 5.8 inch sao ạ? Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn, hàng mình sớm nhất. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhé. Bản công ty nhé.
toàn máy zin đẹp. Đấy ạ. Và hai con này là hai con Samsung này là tiếp tục là hai con Samsung J7 cộng nhá. J7 cộng này, hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng. Hình thức là máy đẹp là 90 trên 90% các bạn nhá. J7 cộng đấy ạ. J7 Plus. J7 Plus thì nó là RAM 4GB. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. J7 Plus đấy ạ. J7 Plus. Hai con này đều ở bản công ty, hai sim hai sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu một con nhé. J7 cộng đấy ạ. 2 triệu một con. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Nói chung là những sản phẩm mà Samsung như thế này, ngon như này, nói thật với các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường mình khẳng định các bạn lỗi vặt rất ít nhé. J7 cộng bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu một con nhé. Giá cực kỳ là rẻ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể là mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, anh chị gì, em cô bác, người yêu, cũng rất là tuyệt vời nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Và nhận hàng, các bạn trước khi nhận hàng có nhận kiểm được kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Nên các bạn cứ yên tâm, không phải lo là bên mình nọ kia các kiểu, ABC rất là ok nhá. Đây, địa chỉ cửa hàng của mình đây, gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để lựa chọn sản phẩm. Ở xa thì mình có ship, không phải lo cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thì mình cọc cho mình 50k, 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn thôi nhá. Đấy. Và bây giờ cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì mình chúc các bạn buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai các bạn nhé.